này thì mình đựng một quả trứng, một cái hàng rào nè, hai cái túi thức ăn như mọi người. Hộp này thì mình được một bộ đồ nón dài với ba lô áo thì mình nó cho quên cái gói bên cái hộp kia rồi nha mọi người ơi. Thì cái cuối đó, cái cuối là cái nhà nha mọi người. Hello mọi người nha, lại là mình Toàn Vô Lô đây. Thì hôm nay ở clip này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tất cả nhiệm vụ trong cái bản hỗ trợ nhập cư đảo Kaya nha mọi người. Thì trong video này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái nhiệm vụ khó luôn nha mọi người. Nhiệm vụ khó chẳng hạn như là ví dụ như là cái nhiệm vụ thứ nhất, trong ngày thứ nhất á, là có nhiệm vụ đi giao visa nè, có thể những bạn chưa biết mình sẽ hướng dẫn luôn. Ngày thứ hai á, là đào khoáng sản, thì đào khoáng sản thì nó sẽ mình đào vào một chủ nhật nha mọi người. Của ngày chủ nhật á, thì mình sẽ đào lên một cái khoáng sản duy nhất nha. Mua kẹo Masalo nè, đó. Rồi ngày thứ ba thì có nhiệm vụ khó như là chơi sống sót qua 3 vòng trò chơi mọi người. Rồi ngày thứ tư á, ngày thứ tư là chẳng hạn như là đi leo tháp vô cực nè mọi người nha. Rồi có ngày cái nhiệm vụ mà các bạn mà gọi là nhiều bạn gọi là thắc mắc nhất á, là cái nhiệm vụ mà cùng chơi đóng vai tại siêu thị tại khu trung tâm á, thì cái nhiệm vụ này làm như thế nào á thì các bạn theo dõi nha. Rồi ở clip này á, mình sẽ hướng dẫn được từ đầu tới cuối tất cả nhiệm vụ đây luôn. Bạn nào chưa biết thì làm nha mọi người, bạn nào biết rồi á thì mình coi cái nhiệm vụ tiếp theo nha. Echo thì đầu tiên là cái nhiệm vụ của ngày thứ nhất, ngày đầu tiên á là ghé thăm bãi biển mọi người. Mấy bạn có thể nhấp đi tìm đường như thế này nha, nhấp đi tìm đường thế này đó, bạn nó hướng dẫn mấy bạn ra ngoài đó luôn. Mấy bạn chỉ cần ra bãi biển thôi là hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Cái chiếc xe này mọi người, chiếc xe này là mình nhận được trong cái hộp quà đầu tiên á. Trong cái hộp này ở đây có một hộp mà mình lỡ mình nhận rồi, mấy cái này đã về bữa cuối cùng mình nhận luôn nha mọi người. Đó, vậy là mình xong nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là ghé cửa hàng xe ô tô, là mình cũng đi như thế này luôn nha mọi người, để mình lấy cái ba lô phản lực ra 4.000 trong vuông của mình ra để mình bay cho nó nhanh hơn nha. Rồi đấy, chỉ cần ghé vào đây như thế này thôi là để hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Đây mình nhận liền nha. Cái nhiệm vụ tiếp theo đó là đi nhuộm tóc, thì nhuộm tóc thì nó nằm ở bên cái khu trung tâm mọi người. Bây giờ mình qua khu trung tâm nha. Mấy cái nhiệm vụ này thì nó cũng đơn giản thôi mọi người ơi, nó không có gì khó hết, là chủ yếu là mình nhấp vô là nó cứ hướng dẫn mình đi hết nha. Thì có một số cái không hiểu, một số cái nó khó thì mình các bạn chú ý vào cái khúc đó nha mọi người. Cái khúc này thì nó dễ, chỉ cần nhấp vào đó là xong nha mọi người. Đi nhuộm tóc thì các bạn vô đây, để lên ghế ngồi để lựa một cái mẫu tóc mà nằm ở rẻ mà rẻ tiền thôi nha mọi người, đừng có lựa mất tiền tốn tiền. Cái này mình làm nhiệm vụ thôi, còn bạn nào muốn thích mấy cái màu gì đó thì các bạn cứ chọn cái màu nha, còn mình thì mình làm nhiệm vụ thôi nha mọi người, làm nhiệm vụ thôi, thành ra mình lựa một cái gì nó rẻ rẻ nha. Cái rẻ là 100 tiền sao nè. Ok xong rồi, cái nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo là kêu là ra lệnh cho thú cưng mọi người, ra lệnh cho thú cưng của bạn thì các bạn mở một con pet lên, mở con pet lên nha. Mình thì mình có con chó vô lô mọi người, mình cho con chó vô lô nó ra nha, cho nó sức chặn nha mọi người. Rồi các bạn nhấp vô đây, các bạn thấy cái chỗ mà cái ở dưới cái chỗ khung chat không, có hình cái bàn tay nè, các bạn nhấp vô đấy. Nói bạn nhấp đâu đó khoảng vài ba lần vậy đó mọi người là sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha. À, cái trên này nó có thể là ba lần luôn, thì mình ra lệnh ba lần là hoàn thành nhiệm vụ. Sorry mọi người, nãy mình xem không kỹ. Nhiệm vụ đi bắt cá. Ồ, hồi nãy là mình nhầm rồi mọi người, nãy là mình nhầm rồi, nãy mình đi qua nhiệm vụ bên cái ngày thứ hai ấy nha. Ok mọi người, hồi nãy thì mình nhầm là nhiệm vụ thứ nhất, cái đó là nhiệm vụ của ngày thứ tư nha mọi người. Hồi nãy nó nhảy qua bản thứ tư mình hay, thì coi như cái đó là mình hướng dẫn cho ngày thứ tư nha. Rồi sẵn ngày thứ tư thì mình hướng dẫn cho hết cho ngày thứ tư luôn nha. Ngày thứ tư á, tiếp theo là mình đi bắt cá nè mọi người, thì mình đi ra kiếm cái chỗ nào câu cá, mình câu một con cá nha. Ở đây nó kêu mình câu mấy con nha, khi mình bắt 10 con cá mọi người, khi mình câu 10 con cá thì các bạn câu 10 con nhé.
Trời ơi, mới dục một câu xuống được bóng 4 luôn mọi người ơi. Cô đỉnh quá không vậy trời? Cô đỉnh quá không vậy? Mấy cái đầu tiên được bóng 4 luôn mà không biết có lo đi không nè. Lên! Yeah! Lên đi, lên đi, lên. Oh. Ok, thì mình xong nhiệm vụ rồi nha mọi người ơi. Mình xong nhiệm vụ câu cá ngày thứ tư rồi nè. Ngày thứ tư á, là mình có kêu theo tháp du cực á, qua mình lên tháp du cực luôn nha. Muốn qua tháp du cực á thì các bạn dùng cái chỗ dịch chuyển cái này là cho nó nhanh nha mọi người. Tháp du cực cái này là nhiệm vụ này á là mình không có cần phải lên đỉnh đâu mọi người, mình chỉ cần cho nó sử dụng vật phẩm trong tháp du cực là được nha mọi người nhé. Rồi các bạn nhấp vô chỗ dịch chuyển vật phẩm nè, các bạn bấm sử dụng nha. Đó, mình chỉ cần sử dụng như này là xong nha mọi người. Đó, chỉ làm đi ra được rồi đó mọi người. Cái nhiệm vụ tiếp theo á là ghé tiệc tại nhà của người chơi khác á, thì mình cứ nhấp vào đây nha mọi người. Mình lựa cái nhà nào mà nó ít người thôi nha, được cái nhà nào ít người thôi để mình vô một cái một mọi người, không cần phải vô nó lâu nha, không cần phải vô nhà đông người đâu. Mình cái này để là vô nhà hai lần á, thì các bạn vô hai nhà nha. Thì ở đây á là mình đã vô được một nhà rồi, thì mình vô một nhà đó nha. Ồ, mình xui quá, mình vô ngay cái nhà đó bước sau luôn mọi người, ảo dữ vậy. Đây, nhiệm vụ ngày thứ tư hoàn thành nha mọi người. Rồi, mình trả lại về nhiệm vụ ngày thứ nhất nha. Là ngày thứ nhất mình còn một cái nhiệm vụ nữa là đi đến trường đúng không? Đây, mình bay vô trường nha mọi người. Chỉ cần mới vô trường là xong, là hoàn thành nhiệm vụ nha. Ok, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi đó mọi người. Mình chỉ cần vô đây thôi, mình không cần làm gì hết. Ngày thứ nhất, đi đến trường. Nhiệm vụ tiếp theo á là hoàn thành nhiệm vụ giao visa ở trung tâm mọi người. Ok mọi người, thì giờ mình nhận nhiệm vụ visa nha. Nhận nhiệm vụ visa này á là mình chỉ nhận được vào ban ngày thôi nha mọi người. Ban đêm là mình không làm được nha mọi người ơi. Ban đêm là cửa hàng visa người ta nghỉ nha. Các bạn nhớ nhận nhiệm vụ visa vào ban ngày nha mọi người. Ok mọi người, thì trong lúc mà mình giao visa á thì mình gặp một con bọ hay cô lét nè mọi người. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp nó luôn á. To quá trời to luôn nè. Mình sẽ cố bắt con này nha mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp được con này á. Bây giờ mình cố bắt con này thử nha. Trời ơi, sao nó to dữ vậy ta? Nó to dữ vậy. Ok, mình bắt chín rồi mọi người. Nó to như thế này mà nó chỉ có 78mm rồi mọi người. Ok, xong nhiệm vụ ngày thứ nhất. Nhiệm vụ ngày thứ nhất hồi nãy mình chưa hướng dẫn các bạn á, là nó có nhiệm vụ là gửi lượt thích cho người khác á. Thì các bạn nhấp vô một cái bạn bất kỳ rồi bạn thả tim nha, gửi cho ba bạn nha. Còn đây có nhiệm vụ bắt cá nữa nè, là bắt 5 con cá tham gia tiệc trò chơi 2 lần á. Thì các bạn biết đúng không, tham gia tiệc trò chơi 2 lần thì các bạn nhấp vào đây nè mọi người. Đó, các bạn nhấp vô chơi trò chơi nha. Cái trò chơi này đó là cái trò chơi là cái đầu tiên nè mọi người đó, mọi người nhấp vô là mọi người chơi. Rồi đó là mình xong nhiệm vụ ngày thứ nhất nha. Rồi bây giờ mình qua nhiệm vụ ngày thứ hai. Nhiệm vụ ngày thứ hai thì là nhiệm vụ đào khoáng sản nè. Đào khoáng sản thì các bạn để ngay buổi chủ nhật các bạn làm nha các bạn ơi. Chủ nhật mình mới đào được nha. Rồi những ngày khác là mình không đào được đâu. Mua kẹo và ăn kẹo dẻo Masaro ở khu cắm trại á. Thì các bạn qua bên khu cắm trại nha các bạn ơi. Qua mình bên khu cắm trại. Mình gặp cái chị bán kẹo rồi mình mua nha. Mình mua rồi mình ăn. Đây, cái chị đó thì giờ chỉ về chiếc xe qua bên này mọi người. Chị về xe qua bên phải rồi. Lúc trước cái xe chị nằm bên này nè. Nhưng mà bây giờ có cái bên kia có cái khu mới á, thành ra chị về qua bên này rồi nha mọi người. Bây giờ mình qua bên này. Cái cửa hàng chứ không phải chiếc xe. Đó, bạn mua cái đầu tiên mọi người, cái đầu tiên á, mua cái đầu tiên nè. Rồi xong rồi các bạn ăn nha. Đấy, vậy là mình hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Ok. Nhiệm vụ thứ hai trong ngày thứ hai đó là ghé khu cắm trại, là mình đang ghé khu cắm trại mọi người, tức là mình vô đây mình làm được hai nhiệm vụ luôn. Giải quyết mong muốn là như thế nào, là mấy bạn mà khi mà nó cái con nhân vật của bạn á nó hiện lên cái mong muốn như thế này mọi người, nó giờ của mình nó không hiện, à của mình nó không có hiện nha. Các bạn nhấp vào trong cái con nhân vật của bạn á, nó có hiện lên cái giống như trong bếp vậy nè, thì nó kêu mình làm cái gì á thì mình làm cái đó nha mọi người, là mình giải quyết mong muốn đó. Nhớ nha. Bắt côn trùng thì các bạn biết rồi đúng không? Thì các bạn cứ bắt 5 con thôi. Mình bắt 5 con thì mình hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Cái này dễ nha. Ok,
Cái nhiệm vụ tiếp theo là cái nhiệm vụ mà ghé thăm tiệc nhà của người chơi á. Thì hồi nãy là mình làm luôn ở cái nhiệm vụ ngày thứ tư rồi nha mọi người, mình chỉ cần mình vô nhà người ta mở tiệc lên mình vô thôi nha. Rồi qua nhiệm vụ ngày thứ ba là ở đây có nhiệm vụ giúp chú lao công nè, đó mấy bạn bấm vô chỉ tìm đường nha. Ok mọi người ơi, cái nhiệm vụ của chú lao công này á thì là mình nhận như thế này nha, là các bạn xem đồng hồ như thế nào, là các bạn chỉ nhận được trong khoảng từ 7 giờ cho đến 11 giờ rưỡi đến 12 giờ gì đó, sau có khoảng thời gian đó là các bạn không nhận được nữa nha. Cố gắng là nhận trong giờ này, buổi tối nhận cũng không được nữa nghe mọi người, tức là nhận trong cái giờ làm việc hành chánh của người ta. Mọi người ở bên Việt Nam mình làm việc hành chánh bên như thế nào á là mình đã làm tương tự như vậy á, ví dụ như là sáng làm 7 giờ hay 8 giờ gì đó, xong rồi nghỉ nghỉ giải lao chút trưa rồi chiều làm tới chiều tối nghỉ gì đó, thì nên là mọi người nhận vào buổi sáng nha, không nhận được vào buổi tối đâu. Thì bây giờ mình làm nhiệm vụ tiếp theo nha. Nhiệm vụ tiếp theo trong cái ngày thứ ba là điểm danh, ngày thứ ba là điểm danh là ở đây nè mọi người, đây điểm danh là ở đây nè đó, các bạn cứ điểm danh đó bạn hoàn thành nha, dễ là dễ. Nhiệm vụ thứ tư là cái đi tàu điện ngầm đến khu trung tâm, thì hồi nãy mình cũng qua, mình chỉ cần qua khu trung tâm là được nha. Chơi trò chơi virus hai ma, trò chơi virus hai ma thì các bạn nhấp vô trong đây nè mọi người, các bạn nhấp vô trong chỗ chơi game nè, bạn thấy chữ zombie virus không, thì cái trò chơi này các bạn chỉ chơi và được vào lúc ban đêm thôi nha mọi người. Ban đêm ở trong game á, tức là nó bắt đầu á từ 7 giờ đêm, thì hiện tại là 2 giờ nè, bạn tới bạn đợi tới 7 giờ đêm mới mình chơi nha. Chơi mấy bạn vô trong đó xong bạn thoát ra cũng được, nó cũng là hoàn thành nhiệm vụ nha. Sống sót qua 3 vòng trò chơi á thì nói chung là cái này nó cũng đơn giản thôi mọi người, nó cũng không khó lắm, cố gắng chơi là cho qua thôi mọi người nhé. Bây giờ mình đi rủ bạn này chơi thử nha. Ok bạn chơi trò chơi, bạn đến với vòng thứ ba như thế này là hoàn thành nhiệm vụ nha, đến round 3 nè mọi người đó, các bạn đến với round này để bạn hoàn thành nhiệm vụ nha. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ là khai thác khoáng thạch đó, thì các bạn đập đá nha các bạn ơi, đập đá bạn khai thác lên 5 cục, tức là năm của năm lần các bạn cầm trên tay 5 lần các bạn hoàn thành nha. Rồi như nhiệm vụ trong ngày thứ tư á là đã mình làm rồi đúng không, rồi qua nhiệm vụ ngày thứ năm, cái này mình có thể làm trước luôn nha mọi người, mặc dù nó chưa có hoàn thành hết, chưa tới ngày á, nhưng mà các bạn có thể làm trước luôn nha. Rồi cái nhiệm vụ mà thu hoạch cái cây trong nhà á, là các bạn biết rồi đúng không, các bạn bỏ cây trong nhà rồi các bạn trồng, các bạn thu hoạch thôi, cái giải quyết mong muốn nè mọi người, rồi cái này là quan trọng nè. Thì hồi nãy mình có nói rồi đó mọi người, là mình nhấp đây, ví dụ mình nhấp vô nhân vật mình á là nó kêu đi khiêng cái cầu á, thì mình đi đi khiêng cái cầu cho nó nha mọi người nha. Mình đợi chỗ khiêng cái cầu á, cái mình đợi khiêng cầu đi ngang, cái mình là đi, đi đi lên nha. Đó đó là cái giải quyết mong muốn của mọi người, thì nó sẽ xuất hiện lên, nó khi nào nó có ba mấy bạn nhấp vào nhân vật mình nó có hiện cái gì lên á thì mình làm cái đó là mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Rồi nhiệm vụ tiếp theo á là nó kêu tham gia tiệc trò chơi 7 lần mọi người, mình tham gia 7 cái tiệc trò chơi á thì 7 lần nha, thì mình chỉ cần có thể thoát ra và lại, thoát ra và lại lần thứ 7 là ok nha mọi người, không cần phải hoàn thành đâu, chỉ cần vô là ra là được, bắt côn trùng thì bắt 10 con thì các bạn biết đúng không, gửi lượt thích thì dễ rồi. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ này nó mới quan trọng nè mọi người, nhiệm vụ ngày thứ năm cùng chơi đóng vai tại siêu thị ở khu vực trung tâm á, bây giờ mình qua khu trung tâm nha. Ok mọi người, thì khi mà các bạn qua khu trung tâm, vô trong siêu thị, trong khu trung tâm mọi người, thì mấy bạn chạy lại lại cái quầy dưa hấu nha, quầy dưa hấu hoặc quầy chuối hoặc quầy gì cũng được mà nó có hiện cái dấu tay như này nè, đó là các bạn cầm cái chuối trên tay á, rồi các bạn bấm vô cái nút mà cái trò chơi bên này nè mọi người, mấy bạn nhấp vô nha, nhấp vô là hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Ở đây á thì là mình hoàn thành rồi nè. Ok đó mình hoàn thành rồi nha. Còn cái nhiệm vụ ngày thứ năm á là hoàn tất điểm danh ngày thứ năm thì mình chưa có làm được nha mọi người. Rồi tiếp theo qua nhiệm vụ ngày thứ sáu, ngày thứ sáu á thì quay khai thác khoáng thạch á, thì mình đào 5 cái cục đá nha, rồi tiến hành tái chế tạo tại xưởng chế tác á, thì xưởng chế tác tại chỗ chỗ visa cũ đó mọi người, mình làm mình đó nha. Hãy thử uống nước chanh ở bãi biển á, vậy thì mình về bên về chỗ bà La Gia nha mọi người, về bà La Gia đó, xong mình lại ngay chỗ này mọi người, mình mua một cái ly nước chanh nha, ly nước chanh với giá 23 tiền,
xong rồi mình uống, nhưng mà để coi mình coi có cần uống không nha, để coi có cần uống không. Nó có kêu uống luôn nha, uống một ly thôi. Đấy, như vậy là mình hoàn thành. Ngày thứ sáu á, chơi với thú cưng á. Chơi ngày thứ sáu, nhiệm vụ tiếp theo ngày thứ sáu là chơi với thú cưng của bạn bằng đồ chơi thú cưng á. Thì đồ chơi thú cưng là ở trong đây nè mọi người. Mình có cái gậy đồ chơi á. Mình chơi với con thú mình nha mọi người. Đây mấy bạn tìm nha cái chỗ mấy đồ chơi của mình mà cái món nào mà nó có cái bằng tay con thú như thế này nè mọi người. Còn không á thì cái nếu mà các bạn không có, các bạn chạy vô trong cái chỗ mà Nubet ở bên này nè mọi người, cái chỗ mà mua bet ở bên này á, trong đó người ta có bán đồ chơi luôn nha. Mình mua rồi mình chơi nha mọi người. Đó, mình chỉ cần nhấp như này thôi là hoàn thành nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ tiếp theo á là nhiệm vụ ngủ ở nhà. Ngủ ở nhà đi, giờ mình chạy về nhà mình cái giường của mình ngủ nha mọi người. Rồi mình đặt cái giường ra, nhà bạn nào không, nhà bạn nào chắc chắn cũng phải có một cái vườn, cái giường đó mọi người. Nhà đầu tiên mình là có một cái giường rồi đó. Rồi mấy bạn nhảy lên ngủ nha. Nó chỉ cần bấm lên như thế này thôi là các bạn hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Nhiệm vụ tiếp theo là ghé thăm tiệc tại nhà của người chơi 3 lần nha mọi người. Hồi nãy thì mình làm được 2 lần rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ghé thêm hai nhà nữa nha. Như hồi nãy là mình có chỉ các bạn rồi đó, các bạn kéo xuống dưới á, bạn kéo xuống dưới lượt cái nhà nào ít người á rồi mình vào nha. Ấy, mình chỉ cần ghé vào thôi là hoàn thành nha mọi người. Mình xong nhiệm vụ ngày thứ sáu nha mọi người. Rồi mình qua nhiệm vụ ngày thứ bảy. Nhiệm vụ ngày thứ bảy á là giải quyết ba mong muốn. Thì mong muốn là nãy mình có chỉ rồi đúng không? Đi đu quay, đi đu quay thì các bạn chỉ cần nhấp vô trong cái này nè, nó hướng dẫn các bạn đi chở tới cái chỗ đu quay ở bên Malaysia nha. Gửi được thích cho người khác là mình gửi 10 người. Ok, chơi virus hay ma 3 lần thì mình để ban đêm mình chơi mọi người, bắt 20 con cá. Ok mọi người, thì mấy nhiệm vụ này dễ hết thì mình sẽ chỉ các bạn hết rồi đó. Thì các bạn nào mà xem clip này á mà chưa hiểu á thì các bạn comment bên dưới để mình chỉ cho các bạn nha. Rồi bạn nào mà muốn mình kết bạn hay là các bạn nào muốn mình ký tường á thì các bạn comment bên dưới luôn á bạn. Ở anh ơi ký giùm em tên thế này, kết bạn em tên này á, thì mình sẽ lập ra một số bạn rồi mình kết bạn với các bạn nha. Ký tường thì mình sẽ ký hết luôn. Rồi ok mọi người ơi, thì đây là cái bảng điểm danh ngày thứ năm mọi người. Thì mình nhận được cái bảng điểm danh ngày thứ năm này á, tức là mình nhận được cái ngôi nhà đó các bạn. Mình nhận được ngôi nhà cái mốc này đó, bây giờ mình cùng nhau nhận ngôi nhà với mọi người. Thì cái mấy cái nhiệm vụ này á thì mình có hướng dẫn các bạn làm rồi đây nè. Bây giờ mình cũng nhận nhé, mình thêm ngôi nhà nó như thế nào nha mọi người. Go 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 go. Ok thì cuối cùng thì mình cũng đủ 1.000 điểm mọi người, còn 2 ngày nó thì dư nha mọi người. 2 ngày đó không ngờ hai ngày đó không ngờ kiểu mà bạn làm nhiệm vụ này không được đó, mọi người. Nhiệm vụ của những nhiệm vụ mình làm không được á, mình sẽ làm cái nhiệm vụ khác bù qua nha mọi người ơi. Ok bây giờ mình mở từng hộp nhé. Hộp này thì mình được một quả trứng, một cái như hàng rào nè, hai cái túi thức ăn nha mọi người. Hộp này thì mình được một bộ đồ nón dài với ba lô, áo thì mình nó cho quên cái gói bên cái hộp kia rồi nha mọi người ơi. Thì cái cuối đó, cái cuối là cái nhà đó mọi người. Wow, ngon lành đó nha. Rồi giờ mình cùng nhau đi khám phá ngôi nhà như thế nào nhé. Nhà nó được sức chứa là 500 mọi người, sức chứa là 500, sức chứa đồ là 500, còn sức chứa người là 30 người nha mọi người. Bây giờ mình mở lên nha. Wow. Nhà bên này có cửa, có cửa bên hông nè mọi người, nhưng mà cái này không có vô được. Cái này không có vô được. Bây giờ mình đi vô vô trong nhà có cái gì nha. Nhà xịn đấy nha, nhà mới vô là có hai cái phòng nữa nè. Nhà mới vô là có hai phòng nè. Ồ, một cái phòng như thế này. Nhà một cái phòng như thế này. Nhà mình có một cái phòng khách lớn với hai cái phòng mọi người ơi. Hai cái phòng thì dành cho một cái phòng ngủ với là một cái phòng vệ sinh nha. Vậy thì cũng được. Để mình đặt thử cái ghế ra ngoài có gì ở ngoài không mọi người. Ừ.
Ok, ở ngoài thì hình như là thấy là nó giống với cái mấy nhà còn lại luôn mọi người, giống như cái nhà kia luôn á, trừ cái nhà 50, trừ cái nhà 700 kim cương ra nha, còn lại nó giống với mấy nhà kia luôn. Ok mọi người ơi, thì mình đã clip này á, mình đã chỉ các bạn làm hết tất cả nhiệm vụ á mọi người, để mình nhận ngôi nhà này á. Các bạn nào làm được á thì vô cho mình một like mọi người, một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ok, mình có một cái trò chơi khác dành cho mọi người nha. Bây giờ các bạn để lại cái comment là cái tên của trong game của bạn trong cuối video này á, thì mình sẽ lựa chọn ra 10 người để mình tặng cho các bạn cái những cái phần quà trong cái phần quà tặng cho mọi người nhé. Rồi, giờ thì các bạn để lại một like, là một subscribe, một comment cái tên của mình nha mọi người. Bye bye.